Rồi, chào anh em đã quay trở lại kênh của Minh Biker ha. Thì có người em ở đâu, ở Vĩnh Long á. Ở Vĩnh Long thì nói anh Minh ơi, em chạy lên đây em tìm xe cho mà không có xe. Cái đang thấy mình ngồi rửa con R3 nè. Cái anh Minh ơi, em cọc con R3 nha, nhưng với điều kiện anh Minh phải quay clip cho nó cho em xem. Thì ok, làm luôn một lần luôn cho anh em xem luôn. Đó, thì ở đây là có cái con R3. Con này 2018, bản đặc biệt, bản Mobis. Anh em quay gần cái này, quay gần cho anh em coi. Thì con xe này á, nó sẽ chạy xước vài cái chỗ nhỏ, giống như chỗ này nó xước miếng nè anh em thấy không, xíu xíu à, xước xước chỉ á anh em. Mấy cái này á, thì sơn zin hết luôn. Cái bản này bản đặc biệt, dặm nó uổng lắm anh em. Anh em chạy anh em ráng giữ kỹ nha. Thì anh em nó kêu là anh Minh quay toàn bộ tổng thể con xe cho em coi đi. Đó, thì giờ quay nè. Em quay vô quay nè, quay từ cây tay thắng nè, rồi tới đồng hồ nè. Đó, con này biển số thành phố, thằng em nó đã lấy rồi nhưng mà em kêu quay cho em xem đi, em lên clip em coi. Thì R3 này là best nhất phân khúc 300 phân khối rồi. Rồi, qua đây em, cho anh em nghe tiếng bô zin của R3. Nó vậy á. Thì xe này là xe của một anh làm ngân hàng, nhường lại cho Minh. Thì điều đầu tiên là cũng sẽ nói là cảm ơn anh em đã xem kênh, đã để lại cho anh em những con xe rất là đẹp. Tuy mà nó là xe cũ nhưng mà cũ người nhưng mà mới ta. Nó rất đẹp. Con này có lên cái chắn gió nè. Em quay góc đó em thấy nó có đẹp không? Vỏ là cặp vỏ Michelin luôn nè. Đó, em ở Vĩnh Long là nhức nách luôn nè. Thì bữa không chơi nữa, em Vĩnh Long nhớ giữ kỹ để cho anh em đây chơi nha. Xe này biển Sài Gòn. Đã lắm anh em. Nè, đậu đèn nè, mới tình cáo luôn á. Đó. Đương nhiên nó sẽ có những cái chỗ xước nhỏ tại anh này anh để anh dựng ảnh cất á. Rồi không có kỹ á, nó sẽ bị những xước nhỏ nhỏ nhưng mà tổng thể thì ok, xe cũ như vậy là quá ok mới. Quan trọng là máy móc. Con này có chống đổ. Thôi. Thì như vậy thôi, tại xe nó mới vậy rồi thì quay cho thằng em nó coi vậy thôi. Này xi nhan biển đúc gầm nè. Cho anh em coi xi nhan nó. Xi nhan chạy. Đó. Con này có báo số đồ này nọ luôn. Dễ chạy, anh em mới tập chơi là rất là dễ chạy. Đó, có báo số các thứ. Rồi, báo xăng rồi, nói chung là dễ chạy. Rồi thì bây giờ mình sẽ ra đây mình cho anh em một con xe để anh em lựa chọn, anh em mua rất là hay nè ha. Đây là một cái con R15 V3. Đi mới có mấy ngàn thôi. Chủ xe 70 mấy tuổi rồi đó, ghê không? Chủ xe 70 mấy tuổi và cảm ơn anh đã nhường lại mỗi con xe rất là đẹp đến cho một, gọi là mình gọi có thể gọi là cháu của ảnh luôn á. Thôi đến cho em. Nhưng mà con xe này đặc biệt sao để mình quay cho anh em xem. Tại vì sao nó đặc biệt? Thứ nhất là nó có lên chống đổ nè, sẵn rồi ha. Xe đi mới mấy ngàn thôi. Nè, chìa khóa zin nè. Xe chưa có đi bao nhiêu, đa số là anh mua về anh dựng thôi. Đó. Rồi, tiếp theo là vỏ xe nè, mới tinh luôn đó. Thì đúng mô đo mấy ngàn thì nó còn chỉ đồ này nọ nè, anh em thấy chưa? Nói chung mà xe rất là đẹp, chất xe nhìn là tuyệt vời. Ở đây có một cái đặc biệt mà quay cho anh em xem. Thì mới quay nè, đó là cây bô này đã móc. Mà móc mà nghe khá hay nha anh em. Ví dụ mà anh em đi xe mà sợ công an thì anh em có thể, anh hay là anh em sợ nó không giống bô zin hay là cái gì đó thì anh em có thể nghe tiếng này nè, để anh đề lên cho anh em nghe tiếng bô bốc đó, nghe tiếng cái cảm giác nó giống như là cây AK Movit vậy đó anh em. Anh em nghe, mình nghe là cái cảm giác nó giống như là cái tiếng của cái xe, cái bô AK Movit đó anh em. Ở đây là anh mình thấy là người ta sẽ vô một cái họng lớn nè, ở trong mà ta sẽ móc á, móc mấy cái vách á, thì ra cái âm thanh như vậy. Đó, nè. Thì con xe rất là đẹp. Ở đây có lên một cái gọi là một cái tay dắt nè. Con này thì mình nhượng lại anh em chỉ có 50 mấy triệu thôi, 5X lớn. Đó, này, đây có tay dắt nè. Biển số Biên Hòa ở Đồng Nai 60. Rồi, biển số 60. Đây, ở đây có tay dắt rất là tiện lợi nè.
anh em có thể dắt nè. Thấy anh em thấy ok không? Nhìn dắt rất ok, hoặc là nắm trên cái này. Và cái yên lên nệm rồi nha anh em. Lên nệm ngồi rất là êm ái. Rất là êm ái. Xe cực kỳ mới luôn. Xe mua có xe đặc biệt, cái này là có lên cái chống đứng nè anh em thấy không? Quay đây cho anh em xem. R15 lên chống đứng nè. Đó, thì khi anh em rửa xe thì nó dễ hơn, tiện lợi hơn. Cộng sơn là mới tinh nè, thấy không anh em? Mới ơi là mới luôn. Đó. Vỏ mới hết toàn bộ. Quá ok luôn anh em. Anh em mua xe, không mua xe này mua xe nào, ảnh bảo trì bảo dưỡng rất là kỹ luôn á. Đó. Đó, thì đó có một cái thêm sự lựa chọn với xe cho anh em mua trong cái clip này luôn. Và anh em lưu ý là mình có một cái bay để đăng hình xe lên á trên Facebook á, anh em có thể nghiên cứu ở trển nha anh em. Theo dõi những chiếc xe về mình sẽ đăng lên nó trước. Đó, tại vì đăng lên YouTube có nhiều anh em người ta xem không được, và xe bán rồi anh em không biết, anh em gọi lại thì nó phiền anh em, cũng anh em muốn thông cảm nha, tại vì công việc quá là nhiều và không có nhiều thời gian á, cho nên nhiều anh em mình đã bỏ sót anh em. Nhưng mà thực chất anh những anh em tới đây bảo trì bảo dưỡng xe, thay nhớt xe hoặc là làm bất cứ cái gì đó đều mình là đều đón tiếp vui vẻ hết nhất có thể. Đó, thì ở đây anh em mua, sau khi mua xe thì anh em có thể quay lại bảo trì hoặc có thể bị cái gì đó mình có thể khắc phục cho anh em. Đó, rất là đơn giản. Những anh em chơi với mình là biết nói chung tới tiếp xúc biết. Những anh em không ở xa người ta không biết á, người ta nghĩ là gọi không bắt máy này nọ, tại vì đúng cái lúc mà anh em gọi nha là cái lúc đó mình đang bận làm việc gì đó hoặc là mình đang tiếp anh em, cho nên không có thể làm được. Đó, thì con này thì em đã cọc rồi, còn con đó là đó 5x 50 mấy triệu thôi. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip. Và em này đó, coi xe của em đi nha, coi xe của em đi. Trời ơi, ông nói dễ thương lắm, kêu anh ơi quay clip cho em con xe của em sau khi rửa xong là anh khi như thế nào nè. Một điều lưu ý luôn là khi xe này nè nó đã được chùm mền á lâu á thì rất là dễ hư bình. Anh em mua xe thì anh em nhớ coi, mà như những con xe này thì về cái tay mình thì mình đã thay luôn cái bình mới rồi, cho nên anh em khỏi yên tâm nữa, khỏi suy nghĩ cái gì hết. Nói chung là mua qua tay mình nó cũng có một cái lợi đó. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em nha, nhớ đăng ký kênh và nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Quay Cơ để ra nhiều cái clip về xe nữa.